Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mài ha. Để quyết quyết cái gì ơi. Em chào anh. Rồi, chào thầy, chào cô chú anh chị trên toàn quốc nữa nha. Hôm nay em cũng tiếp tục về lô mai dảo Phú Tân nữa nha cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship trên toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, vô đầu tiên thì em vô cây số 1 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 1. Đây, 27 hoành cô chú anh chị. Rồi, hoành 27. Rồi, chiều cao. Cao này là 73. Rồi, 73. Đó. Tay cành đẹp luôn ha. Tay cành này quý vị. Thân thì sắn nha cô chú anh chị. Đó, đế nè, đế cụ nở nha. Rồi, cây số 1 này em giao luôn 550 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. 550 bao ship luôn nha. Rồi, tới mã số 2 của chú anh chị mình đây. Rồi, mã số 2. Cao 90. Hoành đây 27 luôn ha. Rồi, 27 hoành. 27 hoành mà cũ này nở dữ nha cô chú anh chị. Quá xa cái nồi đây. Đó, cây này như mít tre ha. Nhẹ nhẹ ha. Rồi, đế nè cô chú anh chị. Nồi luôn, đóng khối luôn nha. Cũ nở nha. Rồi. Rồi, cây số 2 này em giao lô 750. Cho vòng đế nó đi anh. 750 nha cô chú anh chị. Rồi, 750. Rồi, xuống cây luôn. Hồ ginh với bả rồi. Rồi, cây số 3. Chiều cao 70. Cái này tựa như con thú nằm ha. Hoành đây cũng 27 cô chú anh chị. Trên đây mà 27 luôn ha. Nè. Đó. Trên đây 27 luôn ha. Dưới đây nó bự ha. Ừ, như con thú nằm luôn. Đó. Cây này hơi lạ mắt ha. Đó, tay cạnh đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì cái tay này dưới đây nó không ấy thì cắt bỏ bớt ha cô chú anh chị. Chơi tầm cao cũng được ha. Rồi, cây số 3 này 850 ha. 850 tối này 300 mấy chắc. 850 cô chú anh chị. Nặng chứ. Mã số 3. Mã số 4 ha. Này là mã số 4. Chiều cao 75. Hoành ngang đây 24 ha. 24 yếu miếng nè. Đó, mà nồi này đế, nồi đế bự nha cô chú anh chị. Nó là bầu bự chị. Rất là lực đế ha. Bầu này tới 55 nha cô chú anh chị. Đó, chảng luôn ha. Tay cành có ha. Đó, tay cành này đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, cây số 4 này em giao luôn 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 5. Rồi, số 5. À, mấy bà này nó mạnh dữ ta. Chiều cao là 75. Cây này to không nha cô chú anh chị. Đây, 28 hoành ha. Đó, 28 hoành. Đây cũng đế quá sức luôn cô chú anh chị mình ơi. Cò bẻ cũng sâu xuống luôn ha. Đó, cổ này quái nha. Đó, cô chú anh chị coi cây lắc lượng rất đẹp ha. Tay cành đều luôn. Rồi, cây số 5 này em giao lưu 850 luôn. Rồi, 850. Rồi, tới số 6. Quá dữ. Còn hiện qua hai dưới nhà ảnh lên. 77. Đó. Hoành đây 25 hả cô chú anh chị? 25 cơ hơn luôn á. 25 hơn. Gần 26 luôn á. Cái 25 đi. Đó, nồi đế nè cô chú anh chị, ẩn ở trong cũng còn luôn ha. Quá sức cái nồi đế nè. Rồi, cây số 6 này 750 luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã số 7. À, số 7. Chiều cao 60. Hoành đây là 22. Hoành đế luôn, hai hoành luôn cô chú anh chị. Rồi đế cộng bự nha, tược cũng bung mạnh luôn cô chú anh chị. Đó, nhú tược hết à. Cây rất mạnh nha. Phú Tân thì cô chú anh chị cũng ăn chí bông cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi, 650 ngàn ha. Rồi, xuống cao 650 ngàn. Rồi, tới mã số 8. 8. Cao đây là 70. Hoành đây là 26 hoành. Rồi. 16 hoành. Đó, cây này là tay cành thì đẹp nè cô chú anh chị. Quá xa cái nồi đế luôn. Rồi, nồi đế đây. Chịch luôn ha. Đó. Rồi, cây số 8 này em giao luôn cũng 750 nghìn. Rồi, số cây luôn. Rồi, số 9. Số 9 tầm cao. Cao này là 1m2 nha cô chú anh chị. Cái tầm cao luôn. Hoành đây 28 hoành. Đó, nồi đế luôn cô chú anh chị. Kẹo luôn. Đó, quá xa cái nồi máy nồi đế nè ha. Cây rất đẹp nha.
Con dòng để nó quý vị ngắm nghe kỹ nha. Rồi mình kéo lên đường thân quý vị ngắm nghe kỹ thân nha. Đó, đây, thân này. Sai cành rất đẹp luôn. Ở đây thì nó bị gãy một nhánh cắt bỏ nha cô chú anh chị. Nó kéo nhựa luôn nè. Đó. Móc nó tức nó ra lại. Tức nó ra lại ha. Cái tay đó nó đủ là đủ cái tay cành luôn rồi cô chú anh chị. Rồi, cây số 9 này chưa luôn 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu. Quá sức cái nào đế luôn cô chú anh chị. Luôn. Rồi, tới mã số 10. 10. Cao 43. Hoành 25 hoành. Rồi, 25 hoành. Đó. Ông nghe kỹ đoạn lắc ha. Đoạn lắc rất là khéo luôn. Để đây. Để đóng khối luôn ha. Hai tầng để rất khôn cắm không cô chú anh chị nha. Rồi, cho luôn nhiêu anh. Đó, 700.000 cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Cây lắc lượng chữ S luôn ha. Rồi tới cây trực nữa cô chú anh chị nha. Cây này thì cũ nở ha. Rồi, mã số 11 cái gì? Mã số 11 chiều cao nó là 85. Hoành đây là 31 và 30 đi, tính 30 thôi ha cô chú anh chị. Đó, 30 có hơn luôn nè. Đó, gần 31 luôn ha. Rồi, tính 30 đi ha. Đó, để kính luôn. Đóng khối đế luôn nha cô chú anh chị. 30 hoành của em trực để đẹp. Đó. Tay cạnh nè. Ok luôn nè. Cạnh rất là khéo luôn. Rồi, giá chỉ 1,2 triệu thôi. Rồi. 1,2 triệu bao ship tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tới mã 12. Cây này cũng lắc ha. Chiều cao 50. Có nguyên cái cũ con dĩ ngồi nè. Rồi, hoành đây là 28 hoành. Rồi, 28. Đó. Có cành phóng rất đẹp nha. Thế thì quái ha cô chú anh chị. Cây này quái quái ha, ở trong nó có 1 tầng nữa ha. Rồi, cây 12 này em Zalo cũng 1,2 triệu luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã 13. 13. Cao. Cao này 60. Hoành đây là 25 hoành. Rồi, 25 hoành. Đó, em có từ heo hết nha. Cây lắc lượng ha. Cũ nở nha cô chú anh chị. Cũ thì nở bự chảng luôn nè. Đó. Đây có vết thẹo nhỏ nha cô chú anh chị. Hồi xưa nó đây cái nhánh mà gãy á. Mà nó liền à. Rồi, 13 nè em Zalo 7,5 nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã 14. Chiều cao. Chiều cao đây là 65. Hoành đây ha. Cây này trực rất đẹp nè. Hoành đây 30 cô chú anh chị. Rồi. Đó, khối đế luôn cô chú anh chị. Này đế rất bự ha. Nè, cái cục đế nè. Cục đế này bự lắm nha. Đó. Về cô chú anh chị thoát thân này không phái thì mình cắt bỏ ha, chơi tông cao ha. Lấy cụm trên ha. Đó, cụm trên này ha. Đó. Cho nó cắt thì đục cho nó liền xẹo lại. Rồi, giờ luôn nha. Rồi, cây số 14 này em giao luôn 1,4 triệu cô chú anh chị. Khối đế luôn ha. Đóng luôn. Rồi, mã số 15. Rồi, 15 nguyên quý vị. 15 rất đẹp luôn nè. Cao 77. Hoành đây cũng 29 hoành ha. 29 nè quý vị nè. 29 nè, có hơn luôn ha. Đó. Đó, đông khối đế luôn cô chú anh chị. Đó, đế này gà cây này rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, một bệ đế luôn. Rồi, mã 15 nè em Zalo cũng 1,4 triệu luôn cô chú anh chị. 1,4 triệu cây mai rất đẹp luôn ha. Rồi. Đó. Lô mai này thì tay cành đẹp, bông cũng tinh vườn rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 16 ha. Chiều cao nó là 55. Này mình gân nè. Hoành đây là 29 hoành. Rồi, 29 hoành luôn. Đó. Mình gân ha, lắc lượng nè. Đó, cô chú anh chị nhìn mấy tay cái tay ha. Cành phóng này rất đẹp nha cô chú anh chị. Ngay cái co có cành phóng nè. Bông rất đẹp ha. Đó, 1 2 3 ha. Có nhánh lót nữa, rất đẹp luôn. Đó, khối đế luôn. Rồi, cây số 16 này em Zalo cũng 1,4 triệu cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 17. Cao, cao đây là 44. Cây này quái nha. 23 hoành. Rồi, 23 hoành. Đó. Cây này thì ngặt cái bẻ cái co mà tay cành cũng ngặt ha. Nồi đế nè, khủng luôn cô chú anh chị. Bít bầu luôn nha. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ nha. Ở trong nó còn ẩn dữ lắm cô chú anh chị. Kính luôn ha. Đó, rồi, mã 17 này em Zalo 1,2 triệu cô chú anh chị. Ok luôn, 1,2 triệu. Bao ship tới nhà hết cô chú anh chị. Chiên đi nặng mà. Mã số 18. 18, chiều cao nó là 72.
Hoành em nói là 27 ha. Rồi, 27 hoành. Đó, không có đế luôn, tài cành cây này quá đẹp luôn, quá xuất sắc nè cô chú chị. Đó. Cây mai này già cây khằn cây lắm mà. Rồi, đế luôn nha quý vị. Đó, đế khối luôn ha. Đó, mặt trước cũng có luôn. Trước sau gì đầy đủ nha cô chú anh chị. Tài cành cây này quá chuẩn luôn rồi. Rồi, 1.400.000. Rồi. Bao ship tới nhà cô chú anh chị. Rồi, cây mã 19 nè. Mã 19 quá to luôn ha. Chiều cao này là 90. Đó, đo hoành luôn. Hoành đây là 28 hoành. Rồi, 28 hoành. Đó, nồi đế nè cô chú anh chị. Đó. Có cành phóng cũng rất là đẹp ha. Ngay cái co phóng luôn. Cây này thì lấy tông cao ha. Đó, bệ đế luôn cô chú anh chị. Đó, đế rất là duyên ha. Rồi, giá 1.500.000 à cô chú anh chị. 1.500.000. Rồi. Đó. Chưa mấy bạn đừng có kinh lên sớm quá. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã 20. Chiều cao là 70. Hoành 26 hoành. 6 nè, để cái gì ơi. Cũng khối đó, đế ha. Đây củ nở luôn nè. Củ này rất bự ha. Đế khôn lắm cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu 1.000.000 hả cô chú anh chị. Rồi, mã 20 ha. 1.000.000. Rồi, đây mã 21. Cao 45. Hoành đây là 22 hoành. Rồi, 22 hoành. Đó, cụm đế luôn nha. Đó, nồi đế nè cô chú anh chị. Có trứng lọc gì nè. Đó, mấy trứng nè, phù phù ha. Ngộ ha. Đó, thân thì lắc 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 ha cô chú anh chị. Rồi, giá 700 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 700. Rồi, cây 22. Chiều cao là 70. Hoành đây là 28 hoành. Đó, 28 hoành luôn. Để xòe đều, đều bầu luôn nè. Chỗ nào cũng có ha. Cây rất là chuẩn cây. Rồi, giá 750.000 nha cô chú anh chị. 750.000. 750.000. Bao ship. Phí đưa ra là ship hết đó nha cô chú anh chị. Bao phí tới nhà luôn. Rồi, mã 23. Chiều cao nó là 84 ha. Hoành đây là 26 hoành. Rồi, hoành 26. Cụ đế ha, tài cành nè. Tài cành này thì tứ diện này. Rồi, xuống cái cụ đế cái quý vị. Cụ đế nè, cụ đế nôm ha. Đẹp, cái này thì mai mốt nó ra cái nó cắm xuống ha. Cô chú anh chị trồng, chất trồng tới đó luôn ha. Rồi, cây mã 23 nè, em giao lưu là 800. Rồi, xuống cây luôn, 800.000. Rồi, mã 24. Cao đây là 70. Hoành ngang đây là 25 hoành. Rồi, em cụ đế nôm luôn ha. Đất sổ rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây tới cái mặt bầu là 2 tấc rưỡi ha. Rồi. Đó. Đây nè, nôm kính ha. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tất kẹo ở trong luôn nha. Cây này quá xá đẹp nha. Cây em lấy một cây tật mà đế nôm vậy ha. Quá chuẩn cây luôn. Rồi, giá 1.600.000 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã 25. Chiều cao em nói là 59 nha. Hoành đây là 30 ha, 30 có hơn luôn nè. Đó, 31 luôn, tính 30 luôn rồi. Đó, được đây búng rồi nè cô chú anh chị ha. Con cái nhú rồi. Nhú rồi. Đó, cây rất mạnh, cây rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây đặc kẹo ha. Cái co này lắc rất là duyên cây. Đó, cây này quá từ cái khối cái nồi đế này luôn. Đây nguyên cái củ bự chà bá luôn nha. Củ hết sức luôn. Rồi giá có 2.200.000 thôi. 2.200.000 bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi, cây mã tới mã 26. Đây một cây này cũng một cái cũ luôn. Chiều cao đây tới đây ha. Đây tới đây là 59. Cái hoành đây là 29 nè cô chú anh chị. Xuống cái cũ nở coi như. Cũ này thử coi. Hũ cự cũ nè cái ha cô chú anh chị. Đó, cũ này thôi, 46 ha, nghe đây ha. Nè. Đây. Đó, nè. Đây 46 thôi cô chú anh chị ha. Rồi. Đó. Rất là bự nha. Giống như cái mình, cái mông, cái chân. Ồ, hay, chân trước nè. Cô chú anh chị nhìn hai bên rất là đẹp luôn nè. Bên nào cũng đẹp hết. Ồ. Nhìn cũng có cái hình. Cây này có duyên nha của chú anh chị. Có 1.200.000 của chú anh chị. Rồi, 1.200.000. Triệu 2. Rồi, rồi tới mã 27. Quá sức cái cây này luôn cô chú anh chị ơi. Luôn, em rồi, cây này thôi, đừng nó nổi luôn.
Đó, cây này rất to nha. Cao đây là 96 nè. Cây này thì cũ gần ha. To thì đây nè. 36 hoành ha cô chú anh chị. Trên đây luôn ha. 36 hoành luôn. Quá sức cái cũ này luôn nè. Cũ này to bự nha. Hoành 36 nha cô chị. Hoành bự nha. Hoành 36 thì cây này tay cành cũng đều lắm nha cô chú anh chị. Đây là ok rồi. Đó. Nè, cô chú anh chị nhìn kỹ ha. Cây này quá chuẩn cây luôn, nó nặng dữ lắm cô chú anh chị, cái bầu quá sức bự luôn nha. Rồi, 36 hoành em Zalo có 3.200.000 ha. Rồi 3.200.000. Rồi ship tới nhà luôn. Đó. Rồi, tới cây mã. Mã số 28. Rồi, 28. Cao đây là 45. Hoành đây là 30 hoành. Rồi, hoành 30 luôn. Thân mát tay cành đẹp. Cây này bữa hổm có một cây cô chú anh chị kêu kiếm cái con cây nữa nè cô chú chị. Có bữa anh Vinh mua đó. À, bữa là cây này mới làm ra không thấy ha. À, để đây. Anh kiếm thêm cây nè, anh Vinh mua thì nay dứt cây này lớn nè. Cây này rất đẹp nha. À, giao lưu anh. Giao lưu 1.500.000 nha cô chú anh chị. Quá sức luôn. Cái cây luôn. Cây đẹp. Lắc đẹp, tại cành đẹp. À, rồi, tới mã 29 nha. Để luôn. Chiều cao 56. Cái thân này nó hoành 29 gần 30 ha. Rồi, tính 29 đi. Đó cái nè, cái thân này nè. Đó. Hơi lắc nhẹ. Nó hơi quái quái nha cô chú anh chị. Nguyên cái bệ luôn ha. Quá sức cái nồi đế ha. Rồi, giá 1.4 triệu cô chú anh chị. Cây thân đẹp luôn cô chú anh chị, tay cành đều ha. Rồi, tới mã số 230 ha. 30. 30, có con cụ đế quá bự. Cái này tông ra tay cành đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao em nói là 75 nè. Hoành đây là 29. Rồi, 29. Đó. Tay cành giống được 2 tầng rồi nè ha. 2 tầng à. Ra là ok luôn cô chú anh chị. Đó, đây chuẩn bị nó phúng tọt hết rồi. Nhúm hết rồi. Cây về trồng liền nha cô chú anh chị. Cây già cây hết rồi. Đó, đế nè. Khủng đế ha. Đế này bắp lực không nha. Đó, rồi giá 1.4 triệu luôn cô chú anh chị mình ơi. 1.4 triệu. Rồi tới mã số 31. Cao 80. Hoành. Hoành ngang đây ha. Dạ. Đây. To dữ vậy. 39 nha cô chú anh chị. Rồi, 39 hoành ha. Đó, cây này hết sức cây ha. Đó, đế nè. Đó, cuộn cuộn luôn cô chú anh chị. Đó ngày đó 39. 39 đó cô chú anh chị. Giá thì bình dân thôi cô chú anh chị. Giá này 1.6 triệu ha. Rồi 39. Đó 39.6 triệu cô chú anh chị luôn ha. Cây luôn. Quá sức cây quá đẹp. Rồi tới mã 32. Để cũng giữ nha. Cao này là 49 nè. Đó thân này lắc lượng rất khéo nè. Đây, hoành đây là 30 ha. Rồi. Đó 30 có hơn luôn á cô chú anh chị. Nồi đế nè. Đó cái thân này lắc lượng rất khéo cây luôn nữa này nha. Cây này tay cành thì quá chuẩn luôn á cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị nhìn tay 1 ha, tay 2, tay 3 ha. Đó một cành lót luôn ha. Quá chuẩn à. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, cây này em giao lưu 2.2 triệu của chú anh chị. Rồi. Quá đẹp xuất sắc luôn. 2.2 triệu. Rồi, cây mã số 33. Chiều cao là 70. Hoành đây là 24 hoành. Rồi, hoành 24. Đó. Cây này thì cũng đường lắc rất khéo nha. Nè cô chú anh chị nhìn cành phóng ha, bự rất bự ha. Đó, để luôn cô chú anh chị. Đó, đây cũng rất là đẹp viên cây. Đẹp rồi, giá 1.2 triệu cô chú anh chị. 1.200.000. Rồi, tới mã số 34. Đó, mấy cây này là đa số lắc đẹp ha. Chiều cao nó là 55. Này cây quá xuất sắc ha. Hoành 26 hoành. Rồi, 26 hoành nha quý vị. Đó. Thân nè, thân rồi tay cành rồi đế luôn ha. Quá chuẩn. Bông cũng rất đẹp nha. Đó. Rất chuẩn lắm cô chú anh chị. Rồi, cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 8.5 ha. Rồi, đúng cây luôn, 850 nha. Rồi, tới mã 35. Em trực tay cành luôn, mặt kẹo luôn, để dưới nở luôn. Chiều cao nè, chiều cao đúng 1 mét nha cô chú anh chị. Đó, đo hoành luôn rồi các em quay ha. Đây, hoành đây 29 ha, có hơn luôn ha. Rồi. Đó. Tính 29 đi. 29 quá. Đế nè. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Quá xá nào đế ha. Đế trong đây nó còn cắm xuống nữa nha cô chú anh chị. Có 2 tầng đế luôn cô chú anh chị. Tay cành đều. Tay cành này khỏi phải bàn luôn. Quá đẹp luôn. Xuất sắc cây luôn cô chú anh chị.
Cây này giao lưu có 1.4 triệu cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Quá đỉnh luôn nha. Chắc chốt cây này lại sớm á. Rồi, tới một cây mã số 36. Cao. Cao 70 nha cô chú anh chị. Đó, cây này thì nó lên những cái nước nó lên gì kỳ lắm nè. Đó, hoành đây 25. Nè, tông nách này nó bung bung hết nha cô chú anh chị. Đó, nó tựa rồi. Nó có tựa tựa nhẹ nhẹ ha. Phù 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 tông nách ha. Đó. Rồi, đế tròn do một củ luôn. Đế này nó bích luôn nha cô chú chị. Nè, tròn do luôn ha, ở trong nó cắm cắm luôn. Đó. Cây này hàng tương lai sau này nè cô chú chị mình ơi. Rồi, 850.000 cô chú chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã 37 nha. Rồi, 37. Cũng lắc lắc ha. Cây có trực có lắc ha. Chiều cao 60. Hoành ngang đây 28 ha. Rồi, đó. 8 hoành. Đây. Đó, chừng trống chừng chịu gì đầy đủ luôn cô chú anh chị nha. Đó, dàn luôn. Cây này già cây dữ lắm cô chú anh chị. Khằng cây dữ ha. Đó. Rồi, cây 37 này em giao lưu chỉ có 1.6 triệu thôi. Rồi, đó, 6 bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi, tới mã 38. Rồi, 38. Cao 88. Hoành 28 hoành. Rồi, 28 quả nào quý vị. Cụ đế nè. Đó, tuột đồ nó còn hết ha. Bung mạnh đó cô chú chị. Rồi, cây này em giao lưu chỉ 1.2 triệu à cô chú chị. 1.2 triệu. Rồi, tới mã 39 luôn. Đó, hoa này mai chiều gì nở cho cô chú chị xem ha. Bông rất đẹp cô chú chị. Chiều cao 80. Hoành đây là cũng 28 hoành. Rồi. Đó, cụ đế nè, đế trong đây nó làm gì nó sấy sấy lại luôn cô chú anh chị. Đó, đế mà tay cành đẹp luôn ha. Đế đẹp, tay cành đẹp. Bông thì bông chùm nha cô chú anh chị. Nè, đây có cái nụ nè cô chú anh chị. Nó ra cũng nhiều lắm cô chú anh chị ha. Đó, bông chùm luôn ha. Bông thì nở xuất sắc luôn cô chú anh chị. Rồi, cây 39 em giao lưu 1.4 triệu ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tới mã 40. Cuối clip luôn cô chú anh chị. Clip hôm nay luôn. Đó, cây này cũng quái quái nè. Cây này vàng này đủ tay cành luôn á. Rồi, chiều cao 55. Hoành luôn ha. Vô luôn. Mình gần. Đó, 22 hoành. Rồi. Đó, 2 hoành. Đây. Đây nè cô chú anh chị quay. Đó, ha, cô chú anh chị nhìn okay, cái đoạn lắc ha. Cái này sổ nôm nó rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này dễ thương nè. Đó. Để đây. Nè, đế nè, cô chú anh chị thấy dễ thương không? Đó, nôm nôm mà đoạn nó rất đẹp. Rồi, giá 800 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Cuối clip em cũng rất cảm ơn thầy ha, và cảm ơn cô chú anh chị trên toàn quốc đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Nay cũng mong cô chú anh chị em mình trên toàn quốc thì coi hết clip, cần ý cây nào thì ủng hộ em cây đó ha. Em rất cảm ơn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình là clip kế tiếp ha.